Ngọc Huyền thân ái chào tất cả những fan thương yêu của Ngọc Huyền trong ngôi nhà tím, và cũng như là kính chào tất cả quý vị nào có duyên được xem cái clip nhỏ này mà Ngọc Huyền muốn chia sẻ cùng tất cả quý vị về cách ăn bảo vệ sức khỏe và làm cho chúng ta có thể giảm cân trong một tuần từ 3kg cho tới 5kg ha quý vị ha. Thì Ngọc Huyền cũng đang tiếp tục với cái chế độ ăn kiêng của mình. Chính vì vậy mà Ngọc Huyền cảm thấy có một cái điều gì đó vui vui muốn chia sẻ cùng tất cả ngôi nhà tím cũng như các fans thương yêu của Ngọc Huyền và quý vị khán giả nào có duyên xem được cái clip này. Thì Ngọc Huyền đọc được ở trên các báo Mỹ. Thì tất cả những cái hướng dẫn đó thì Ngọc Huyền mới tự tóm gọn lại để cho mình có một cái kiểu rất là đơn giản để mà vừa giúp cho sức khỏe của mình và giọng hát của mình được trong đẹp hơn, bên cạnh đó thì cái vóc dáng của mình vẫn thon thả. Thưa quý vị, thì Ngọc Huyền tại sao lại nghĩ đến cái chế độ ăn kiêng này? Bởi vì Ngọc Huyền chuẩn bị quay DVD cho Bước Chân Hai Thế Hệ của Dương Đình Trí, và người idol mà Ngọc Huyền yêu mến đó là cô Lệ Thủy. Chương trình quay sẽ được ra mắt tất cả quý vị vào dịp xuân 2019. Và sau đó thì Ngọc Huyền tổ chức live show của mình kỷ niệm một quãng đời làm nghệ thuật với những dấu ấn khó quên và những cái tình cảm tri ân đối với khán giả, đối với bạn bè, đồng nghiệp, đối với các bậc trưởng thượng trong nghề, và đặc biệt là đối với khán giả thương yêu của mình. Thì chính vì vậy cho nên Ngọc Huyền cũng cố gắng từ đây cho tới live show Ngọc Huyền, thì Ngọc Huyền nghĩ là cũng còn gần 2 tháng nữa, cho nên Ngọc Huyền ráng làm sao xuống được khoảng 5kg để mà Ngọc Huyền có thể bận được những cái bộ đồ vừa nhanh gọn mà cái vóc dáng của mình nó cũng thon thả hơn quý vị ha. Thì đây là đầu tiên đó, Ngọc Huyền chia sẻ với tất cả quý vị những loại trái cây và có thêm một chút rau hoa quả để mà bỏ vào xay làm sinh tố. Sinh tố này đó là một cái sinh tố hỗn hợp mà quyết định xuống cân nhiều nhất. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể ăn thêm xà lách vào những bữa chính. Quý vị đói thì quý vị có thể là ăn xà lách, và quý vị khi mà quý vị không cần ăn xà lách, lúc đó mà quý vị muốn cho cái cơ thể mình vừa khỏe vừa mạnh và không cần phải ăn gì thì quý vị uống nước ép sinh tố với những cái loại trái cây và rau quả mà Ngọc Huyền sẽ hướng dẫn với quý vị sau đây. Thì Ngọc Huyền mới có uống các loại ép nước sinh tố này và ăn xà lách khoảng được 4 ngày. 4 ngày thôi quý vị mà Ngọc Huyền đã xuống được 2kg. 2kg thì vẫn, nếu mà chúng ta vẫn tiếp tục ăn kiêng như vậy thì khoảng một tuần thì chúng ta xuống được 3kg, và có khi mà ép mình lắm đó thì chúng ta sẽ xuống được 5kg. Nhưng mà thôi, Ngọc Huyền chỉ xin mỗi tuần xuống 3kg, và trước một tháng thì Ngọc Huyền đã xuống được 6kg, thì đối với Ngọc Huyền là đủ rồi. Và dừng ở đó, Ngọc Huyền lại tiếp tục uống nước trái cây ép sinh tố với hoa quả, và bên cạnh đó ăn xà lách, và có thể chúng ta ăn thêm một tí thịt gà nè, cá nè, thịt bò. Nhưng mà đặc biệt là quý vị đừng ăn bất cứ một loại bột nào quý vị nhé. Thì có người cho rằng là nếu mà chúng tôi không ăn bột đó thì chúng tôi sẽ bị xuống máu, xây sẩm mặt mày và cơ thể không có lực. Thì đúng thưa tất cả quý vị, nhưng với cái cách hướng dẫn và Ngọc Huyền đã nghiên cứu do chính cái bản thân mình là tự chế biến theo những cái cách mà của các nhà khoa học dạy đó, thì tự ra cho mình một cái menu ăn kiêng của mình là như vậy. Thì Ngọc Huyền thấy là đúng, chỉ cần nước sinh tố ép thì chúng ta kết hợp những loại trái cây và rau quả thì tự nhiên là chúng ta sẽ không có bị xây sẩm mặt mày, không có chóng mặt. Thì xin thưa với quý vị, Ngọc Huyền mới vừa ở trong studio ra và vừa thu bài hát Khóc Mẹ của nhạc sĩ Hà Sơn, thì sắp sửa ra mắt quý vị sắp tới đây, quý vị nhớ đón xem nhé. Và bây giờ thì xin mời người bạn giúp Ngọc Huyền quay cái clip này đến gần lại. Chúng ta phải chuẩn bị trước, thí dụ như là cái lá keo Ngọc Huyền đã rửa sạch rồi quý vị, mà Ngọc Huyền không biết cái lá keo này đó, đây cái nguyên nguyên thủy cái lá keo này là đây nè,
đó là baby kale, nhưng mà không biết dịch ra tiếng Việt là gì, Ngọc Huyền dịch không có ra. Mà cái lá này nè quý vị, thì nếu mà người nhà tiếng của Ngọc Huyền mà biết cái lá này bên Việt Nam á gọi là lá gì á, thì nhớ nói tiếng Việt giúp cho Ngọc Huyền nha. Với cái sự mà chuẩn bị này ra thì bên Việt Nam của chúng ta vẫn có thể ăn được, và các bạn bên Mỹ, quý vị nào ở các nước châu Âu vẫn chuẩn bị cho mình một bữa ăn như vậy được, không có khó khăn. Đây là lá keo ha. Thì về cái chất sinh tố mà chuẩn bị Ngọc Huyền sẽ xay vào cái máy xay này đó, thì Ngọc Huyền xin nói với quý vị chúng ta chuẩn bị sau đây thì mời bạn đến gần hơn một chút xíu giúp Huyền ha. Vâng nhé, giúp Huyền đến gần hơn một chút xíu để đây. Đây là lá keo và Spanish của mình gọi là giống như là rau giống như là rau mồng tơi như vậy đó. Rồi chúng ta chuẩn bị một quả chuối lớn nha. Nếu mà chuối nhỏ thì chúng ta chuẩn bị hai quả chuối, một phần trái dâu. Trong này đó thì Ngọc Huyền đã cắt sẵn, tại vì cái thời gian cắt nó hơi lâu cho nên Ngọc Huyền phải chuẩn bị trước hết khi mà Ngọc Huyền giới thiệu và chia sẻ cùng quý vị. Thì đây là trái lê, tiếng Mỹ gọi là trái pear đó. Còn đây là trái lê, còn đây là apple, là trái táo đó, cái trái táo Mỹ của Việt Nam mình ha. Đây là xoài, nho, và chúng ta nên có hai một phần nhỏ. Nó cũng giúp cho chúng ta có đủ đầy đủ những cái chất tố trong người và chúng ta không cảm thấy mệt mỏi hay là hoặc là xỉu hoặc là khó chịu. Thì đây là blackberry và đây là blueberry ha quý vị. Còn đây là trái kiwi nè, rất là dễ. Bên cạnh đó đó thì quý vị nên nhớ là chúng ta có nửa trái chanh và một trái cam, nửa trái chanh và một trái cam. Còn mấy cái này thì quý vị không cần phải đong cân đo đếm gì cho nó mệt, quý vị cứ nghĩ là chúng ta làm sao xay đủ một cái này thì chúng ta vừa nhắm chừng, không là một cái chén nhỏ như vậy thôi. Ngọc Huyền xin nói lại ha, là chúng ta có một phần lá keo, Spanish nè, trái dâu, chuối nè. À, trong này thì Ngọc Huyền xin thưa nó cao như vậy đó là tại một phần thơm và một phần xoài quý vị nhé, một phần thơm và một phần xoài. Cái tô lớn này hơn đó thì là một phần trái lê pear và một phần táo Mỹ, đó là apple đó. Và cái này là blueberry và blackberry, blueberry và blackberry. Cái này là nho, bên này là nửa trái chanh và một trái cam, bên này là một trái kiwi. Nhưng mà nếu là kiwi ngọt quý vị có thể bỏ thêm một trái rưỡi, hai trái ha quý vị, để cho cái phần nước nó giảm cái độ chua và chúng ta uống sẽ ngon hơn. Thì Ngọc Huyền để sẵn một chai nước nhỏ, chai nước nhỏ này đó thì là 6 ounce. Và Ngọc Huyền cái quan trọng hơn nữa đó, trong sách mà Ngọc Huyền đọc đó thì chúng ta phải có nước dừa. Nước dừa nguyên chất nha quý vị. Thì cái nước dừa này đó chúng ta chuẩn bị đó là nửa lít. Nửa lít ha quý vị ha, nửa lít dừa. Nửa lít. Đó. Thì Ngọc Huyền sẽ mở nước dừa ra và đổ vào trong này. Nếu mà nó không đậm đặc lắm đó, thì Ngọc Huyền sẽ pha nước ít thôi. Nhưng mà quý vị nhớ là đừng pha nước nhiều. Nhiều nhất đó, là chúng ta chỉ pha một chai nước nhỏ như vậy thôi nha quý vị. Và đây, và Ngọc Huyền sẽ bỏ tất cả. Bé Ngọc Huyền thì thích cái lá Spanish này nè. Cho nên là Ngọc Huyền sẽ bỏ lá vô. Với những cái máy sinh tố xay ở các nước châu Âu và Việt Nam đó, thì Ngọc Huyền biết là đều có những cái chất sinh tố mà mạnh như vậy. Sau đó chúng ta bỏ lá keo. Tại sao là bỏ lá keo và Spanish xuống trước, là tại vì để cho nó đừng có trước hồi chúng ta xay đó, có những cái lá này nó chưa hết, nó sẽ bám vào đây, sẽ nó không có nhuyễn, cho nên chúng ta nên để các lá vào trước ha. Sau rồi chúng ta sẽ bỏ tất cả những cái này vào. Không biết là Ngọc Huyền là chuẩn bị có nhiều quá không, mà chúng ta cứ thử xem ha. Rồi, dao bỏ vào rồi ha. Đây là trái lê,
và trái táo Mỹ. Nếu mà nó đã đầy quá rồi thì bắt đầu chúng ta giảm bớt những cái đồ ăn mà chúng các loại food mà chúng ta bỏ vào trong đây, thì chúng ta bắt đầu đậy nắp lại và quay từ từ nha. Quay từ từ để cho nó giảm cái lượng cái chất đầy của trái cây xuống, để mà nó thấp xuống ở dưới để chúng ta bỏ thêm những cái trái cây khác lên. Thì quý vị thấy không? Chúng ta sẽ bỏ những cái trái cây này vô lại. Đây, trong này là thơm và xoài, blueberry và blackberry, trái kiwi. À, có đầy lắm không? Chúng ta bỏ chanh và cam vào để coi có đầy quá không nha. À, gần xong rồi, không có đầy lắm quý vị ơi. Đây, Ngọc Huyền sẽ bỏ thêm trái nho vào. Và Ngọc Huyền biết là nó sẽ đặc, chính vậy chúng ta thêm một tí nước. Nếu chúng ta có thể xài hết một bình nước này, nhưng mà nếu mà chúng ta thấy nó lọt vừa rồi, không đặc lắm, thì chúng ta không cần xài nước nữa. Nước ít thôi, để cho cái nước dừa nó sẽ giúp ngọt hơn một tí, thì chúng ta uống sẽ dễ hơn, không có chua quá nha quý vị. Tại vì đa số đó, xoài ở Mỹ đó sẽ không có ngọt giống như xoài bên Việt Nam của chúng ta. Chính vì vậy đây là một cái problem, đó là cái vấn đề mà các sinh tố ở bên Việt Nam của chúng ta ngọt hơn đó quý vị. Rồi, vì Ngọc Huyền hơi tham lam một chút, làm cái gì nó cũng hơi nặng tay. Chính vì vậy Ngọc Huyền sợ rằng có những cái nó hơi bám ở trên này, thì chúng ta dùng cái muỗng quậy lên một tí nha, xong rồi chúng ta sẽ xay lại. Và Ngọc Huyền nghĩ là một tí nữa thì sẽ những cái hột nhỏ thật nhỏ trong những cái trái cây sẽ hòa tan với nhau. Trước khi mà muốn bảo vệ cái máy nó không bị hư đó, thì trước khi chúng ta chuẩn bị mở lên lại, thì chúng ta phải trở về tất cả về số 0. Tất cả về số 0 nha quý vị, để đảm bảo cái động cơ của máy nó chạy lại từ từ. Thì bây giờ là Ngọc Huyền trở tất cả về số 0 và Ngọc Huyền mở on lên nè. Nó sẽ chạy nhỏ thôi và Ngọc Huyền sẽ vặn lên từ từ, là thơ nó lên từ từ đó. Đó, quý vị thấy không? Thì như vậy thì nó giúp đánh nhiều hơn. Và Ngọc Huyền sẽ mở maximum, là mở tăng tốc tối đa
không yên, bởi vì mẹ cũng muốn có lòng cơ thể, vì vậy là mẹ cũng muốn xuống kilo cho nó nhẹ nhàng và mặt người đẹp hơn khi mà đến dự tái sơn của Hồng Huyền. Cho nên là chú Huyền đang chuẩn bị phần ăn cho hai người lên đi. Và bây giờ thì Ngọc Huyền chuẩn bị cho hai phần ăn. Thứ nhất là hai ly nước trước. Thì mẹ Ngọc Huyền một ly và Ngọc Huyền một ly. Bởi vì mẹ Ngọc Huyền cũng muốn thanh lọc cơ thể và giảm cân trước khi mà dự live show của Ngọc Huyền, mặc đồ cho đẹp hơn. Nhất định trong live show thì Ngọc Huyền có cảm ơn cha mẹ. Lúc mà bàn bạc với nhau đó thì anh Kim Tử Long có nói là thôi để mẹ với bố lên nói một cái gì, nhưng mà bố mẹ Ngọc Huyền thì lúc nào cũng muốn bị hai là đằng sau lưng con, ủng hộ tinh thần con, cho nên bố mẹ nói bố mẹ hạnh phúc lắm khi được tham dự live show của con, là một cái điều hạnh phúc mà bố mẹ ấp ủ suốt mười mấy năm nay rồi. Cho nên là cái chuyện mà không quan trọng lên sân khấu đứng nói và bố mẹ cũng không biết nói gì, thôi để anh Kim Tử Long và tất cả những người thân yêu của con, những các cô chú đàn cha đàn chú đàn thầy của con và các bạn đồng nghiệp của con hát và nói thay bố mẹ được rồi. Bố mẹ chỉ là những người khán giả âm thầm ngồi dưới khán phòng để mà xem con hát thôi. Thì đây, và khi đó Ngọc Huyền đã chuẩn bị hai phần ăn. Hà Nam ơi, con và mọi người đã ăn rồi, cho nên giờ con giúp mẹ lên mời bà ngoại xuống ăn nha. Nói mẹ đã, bà ngoại đã, mẹ chuẩn bị xong phần ăn rồi nha. Và khi đó quý vị, chúng ta nên chuẩn bị có một cái chai này và toàn bộ chúng ta sẽ đổ vào trong đây, rửa sạch cái bình và chúng ta cất vào trong tủ lạnh. Và như thế đó thì cứ mỗi lúc mà quý vị đói ha, Ngọc Huyền thì sáng một ly, trưa một ly trước khi ăn, chiều một ly trước khi ăn, và tối trước khi đi ngủ một ly. Một ngày Ngọc Huyền uống 4 ly sinh tố như vậy quý vị. Thì cho nên quý vị thấy là rất là dễ dàng với cái bình sinh tố này, nó sẽ hết ngay. Khi mà chuẩn bị sinh tố xong rồi thì bây giờ Ngọc Huyền chuẩn bị tới xà lách. Thì Ngọc Huyền cũng đã để sẵn rồi, Ngọc Huyền chỉ để một phần cái xà lách vào cho quý vị thấy thôi ha. Dạ rồi. Rồi xong đó thì quý vị cho Ngọc Huyền một tí cà rốt cắt nhỏ vào để cho nó nhìn thấy nó có màu sắc, nó đẹp. Với lại ăn cà rốt chúng ta cũng có chất sắt ha quý vị, rất là tốt, và bên cạnh đó thì rất là tốt cho mắt nữa. Rồi ha. Và chúng ta sẽ mẹ Ngọc Huyền thích ăn olive nhưng mà Ngọc Huyền thì không có ăn, chính vì vậy mà Ngọc Huyền để riêng ra, chút nữa mẹ Ngọc Huyền sẽ ăn. Hà Nam ơi, con giúp mẹ lên mời bà ngoại xuống ăn nha. Dạ. Cảm ơn con. Và cái này đã có đây, cái này chúng ta bỏ một ít vào, cắt lại đậu ha, chúng ta để lên mặt thôi cho nó đẹp nha quý vị. Sốt xà lách thì quý vị có thể chọn, xin lỗi quý vị, mấy hôm cảm thì vẫn còn ho một tí đó. Thì khi mà chúng ta bỏ một tí cắt loại đậu vào đó thì quý vị sẽ thấy là cái đĩa salad của chúng ta ngon hơn ha. Quý vị có thể ăn với thịt gà, ăn với thịt bò hoặc là ăn với cá, nhưng mà Ngọc Huyền đang ráng kiêng những cái chất đó luôn để cho nó giảm bớt được hơn cái nào nữa. Bên cạnh đó thì có những ngày mà Ngọc Huyền ăn chay đó quý vị, thì chúng ta chỉ ăn như vậy thôi chứ cũng không cần cá thịt, thấy không? Bỏ một tí ai mình gọi là hạnh nhân thì phải, đậu hạnh nhân ha, bỏ vào. Rồi xong rồi đó quý vị ạ. Đặc biệt đó là sốt thì tùy, có quý vị ăn sốt
có quý vị đó thì ăn sốt ranch hoặc là Italy French hoặc là Caesar hoặc là sốt Treasure Island, nhưng mà Ngọc Huyền với mẹ Ngọc Huyền lại thích ăn sốt là Asian sesame nha quý vị. Trước khi chúng ta mở thì chúng ta lắc đều lên ha, và chúng ta đổ sốt một tí. Quý vị nhớ là đừng đổ nhiều nha, đổ một tí rồi. Còn nếu quý vị thấy nó vừa rồi đó thì thôi, còn nếu nó ít hơn thì quý vị có thể trộn thêm. Sau đó chúng ta trộn đều xà lách lên. Rồi chúng ta đã có một bữa ăn rất là healthy, rất là khỏe, rất là bổ cho cơ thể, và không có bột, không có làm cho chúng ta giữ lại chất mỡ thừa trong người nhiều. Vậy quý vị ha. Rồi thôi, bây giờ thì Ngọc Huyền đói bụng lắm rồi. Cái đĩa xà lách này là mẹ Ngọc Huyền với Ngọc Huyền sẽ ăn hết đó quý vị, tại vì chúng ta không có bỏ một tí thịt nào trong người. Nước trái cây này thì chúng tôi sẽ uống trước khi ăn khoảng 10-15 phút thôi quý vị. Mà nếu cần thiết đó, quý vị uống lúc mà trước 5 phút cũng được đó. Tại vì khi quý vị uống mà quý vị no rồi thì quý vị sẽ ăn ít xà lách lại hơn. Cho nên nếu chúng ta muốn cho sức khỏe cân bằng thì uống trước khoảng 10-15 phút. Mẹ Ngọc Huyền chắc là mắc cỡ rồi, không chịu xuống. Cho nên thôi, Ngọc Huyền đã chuẩn bị xong một bữa ăn bổ dưỡng sức khỏe mà lại có thể giảm cân với tất cả quý vị. Hy vọng rằng sự chia sẻ vừa qua sẽ giúp quý vị sẽ có cái khái niệm rằng là tôi ăn kiêng để cho giảm cân nhưng mà vẫn giữ được sức khỏe tốt. Hy vọng rằng Ngọc Huyền sẽ nhận được những cái thông tin thương yêu của Ngôi Nhà Tím trước tiên nè, những fan ruột của Ngọc Huyền nè, và tất cả quý vị cùng có duyên xem cái đoạn chia sẻ về giữ sức khỏe và giảm cân này. Thì hy vọng rằng quý vị sẽ đạt được cái số cân mà quý vị mong muốn, cũng giống như Ngọc Huyền vậy. Và kính chúc tất cả quý vị sẽ có được nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe trong cuộc sống và hạnh phúc bên gia đình. Xin chào tạm biệt ạ. Hẹn dịp tới Ngọc Huyền sẽ chia sẻ nhiều hơn những cái bí quyết làm đẹp, giảm cân mà rất tốt cho sức khỏe nha. Dạ, xin chào mọi người.